Đây các bạn ơi, giờ có trái nè. Đây là trái bình bát này, quê hương miền Tây là biết trái này các bạn. Nhưng mà giá ở Sài Gòn giá không biết cái này đâu. Tại ai là dân miền Tây là biết trái này. Trái bình bát các bạn là tuổi thơ hồi nhỏ, hồi còn nít các bạn ơi. Hồi còn nít là mấy đứa còn nít là ai cũng khoái trái này hết. Mỗi lần đi ruộng hay là đi dân bò dân gì là toàn là nè thấy trái này là mê lắm. Tuổi thơ hồi còn em bé, giờ lớn lên rồi, bây giờ bữa nay ba gặp rồi nè. Mình đây các bạn, đó, mình bẻ trái mình bát thôi các bạn ơi. Cái này nó chưa có mùi các bạn ơi, còn cứng nhất thôi. Cái mùi này về nhà mới ăn được các bạn ơi. Đây, đó. Đây một trái nữa này các bạn ơi. Đây, đây, đây hai trái của mình đây các bạn ơi. Quê hương mình, quê hương miền Tây mình là trái này là quen thuộc rồi. Quê hương miền Tây là ai ở miền Tây mình là biết trái này hết. Nhưng mà cái mình bắt cực khổ ghê luôn nè, coi mình nè, mình leo nè, chỗ này chỗ cái ao các bạn ơi. Đó. Mà tại vì trái này ngon lắm các bạn nên mình thích ăn, mình đi kiếm mình bẻ luôn các bạn ơi. Trái quá trời mà nó ở chỗ nước kìa, chỗ ao ở dưới các bạn, nó sâu nữa. Các bạn. Đây. Đó, đây nè. Các bạn thấy không? Đây mình bẻ nè. Quá trời trái luôn các bạn ơi. Đây là ngon tuyệt vời luôn. Ô cái này còn cái chín nữa. Cái này mềm kìa, chín mềm mềm kìa. Ôi, chết luôn. Ôi ôi. Chết luôn rồi các bạn ơi. Mình cứ mình lụm luôn. Đây, thành quả của mình trái bình bát các bạn ơi. Ủa, đây là rất là ngon. Ôi ôi. Nhiều lắm nhưng mà người ta thích ăn ta bẻ hết rồi. Còn ít rồi. Cái này ngon lắm các bạn ơi. Cái này mình ăn cái này bổ nó, ăn trái này trị bệnh nó các bạn. Các bạn thấy trái nó đơn
bạn, nhưng mà rất là ngon ở tuổi thơ với quê mình các bạn ơi. Chúc quê các bạn, chúc các bạn mình thấy giỏi phần chúc các bạn ơi. Đây các bạn ơi, vô trong hàng cây bành bát nè. Quá trời luôn này các bạn, thấy đẹp không? Đó, cạnh quê hương miền Tây các bạn ơi. Mình giờ mình đi vòng vòng mình kiếm trái bành bát thôi. Nhiều lắm các bạn ơi, dưới quê mình là đó, trái này là bao la. Trái bành bát bao la. Đây các bạn ơi, trái bành bát của mình đây. Rồi nhỏ kia nó leo lên kìa. Đó. Leo lên kiếm kìa các bạn. Nó leo lên cây nó kiếm luôn. Ở đây hả, trời ơi, dưới bên mình hả, bao la. Trái bành bát bao la luôn các bạn. Cái này ngon lắm các bạn ơi. Các bạn mà chưa có mềm các bạn ơi, nó còn cứng nhắc à. Mềm mới ăn được, còn cái này còn cứng quá trời luôn. Chứ ăn dắt ngâm mai mốt mới ăn được các bạn. Đây này, chưa có mềm đúng không? Đây cái này mềm rồi, mình ăn thử cho các bạn mình xem luôn nha. Đây cái này mềm này mình ăn này các bạn. Cái này hả, nếu mà mình thích nè, cái này mình tách ra ha, nếu mà ai thích ăn bỏ đường, bỏ miếng đường với lại đá nữa các bạn, ngon hết sảy luôn. Còn cái này mình ăn được, ăn như vậy cho các bạn coi ngon. Cái này nó chua chua ngọt ngọt các bạn, ngon lắm. À trái này ha, ăn trị bệnh luôn các bạn. Cái này tuổi tớ hồi nhỏ các bạn ơi, hồi nhỏ ai cũng phải ăn hết chân miền Tây, nhưng miền Tây ai cũng biết ăn trái này hết. Cái này rất là ngon sao các bạn, ngon. Sao các bạn? Ngon. Trái này nó chưa có mềm, nạt để bắt trời mà chưa có mềm. Mấy cái này dắt mai hoặc mốt mới ăn được các bạn, còn được hai trái này mềm, hai trái ba trái vậy. Chút nữa rõ. Cái này chua chua ngọt ngọt các bạn, ngon. Nó hết sảy luôn. Cái này nhà người ta thích ăn thì người ta tách ra, người ta bỏ đi đá với đường. Còn mình thì mình ăn không vậy. Tại ăn ngay tại chỗ cho ngon hấp dẫn các bạn. Này mình nuốt miếng hột luôn các bạn ơi, nãy ăn không có nhả hột ra, nuốt miếng hột luôn. À đơn. Chua chua ngọt ngọt ngon quá trời các bạn, bẻ xong ngồi ăn ở trong cái ăn này luôn, mát các bạn ơi, gió thổi nữa. Mình thử ăn trái này thôi các bạn ơi. Trái này thôi. Tại nó chưa có chín các bạn. Được có hai trái này chín à. Chín ăn được à. Mấy kia chín hết rồi nhưng mà nó chưa có mềm, nó còn cứng. Ăn được không?
Trái bát trời luôn mà chưa có mềm. Nhắc mai ăn đã luôn. Này đem về nhà đêm làm chín không? Chín mùi à. Chưa thấy vậy hả? Hồi xưa hen, đấy đó. Hồi xưa hen đi ruộng hen, đói bụng gì bẻ trái này ăn cũng có sức các bạn. Hồi xưa còn nhỏ đi coi bò gì đó, các bạn. Bẻ trái này ăn không ạ? Trái quá trời luôn mà chưa có mềm này các bạn. Còn cứng ngắc à. Đó chưa? Mềm này, này mềm này. Tại mình thích ăn trái này lắm các bạn. Nó vậy chưa lâu rồi chưa được ăn các bạn ơi. Chua ngọt không? Mình ăn hết trái rồi, mình ăn thêm nữa. Nha, đúng rồi. Các bạn mình nghe. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn mình sau các bạn ơi. Bye bye.